đồng chí tiểu đội trưởng. Tôi, Nguyễn Văn Tiền, đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Báo cáo hết. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tiền, Tiền. Vũ. Dạ. Nó nói con bao nhiêu lần rồi, tập điều lệnh á thì đi vô nhà tập. Con đứng đó con tập, rồi rủ lính ngụy nó thấy là nó gông cổ con luôn á. Dạ con biết rồi. Mà nội, mà thấy nay con tập sao? Mà thấy con có giống bộ đội không? Giống, giống lắm. Giống cha con nhiều lắm á. Mời chú bộ đội ăn khoai. Đó, cảm ơn đồng chí nội. Sao, khoai này ăn ngon không? Mà liệu á, ăn vậy rồi có là làm hoàn thành nhiệm vụ của chú bộ đội được không? Là một người lính tương lai, tôi, Nguyễn Văn Tiền, xin thề, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Giỏi, chú bộ đội giỏi. Chú bộ đội này giỏi quá à. Ăn đi con. Dạ. Tiền ơi, con xuống có nồi cháo được không? Con múc lên đây giùm cho nội nha. Dạ. Con thấy trong người con sao rồi con? Ma, con đang ở đâu vậy ma? Ở nhà má nè. Cái túi. Má có thấy cái túi của con đâu không má? Cái túi của con. Má ơi, bây giờ con phải đi gò keo liền hả má? Con phải đi hướng nào má? Gò keo. Gò keo cách đây xa lắm con. Nếu không có gì gấp á thì con cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Không biết cái chuyện gì mà tối nay á là tụi lính ngụy nó càng quét dữ lắm. Đợi sáng mai nó im im đi rồi con để đi. Trước khi con đi á, để má lấy đồ của con má để cho con thay. Chứ con mặc đồ này á mà con đi ra ngoài á là mẹ dễ bị phát hiện lắm đó. Dạ má ơi, không được đâu má ơi. Con phải đi liền luôn má, nếu không là không kịp đâu má ơi. Gấp dữ vậy hả con? Nhưng mà bây giờ con đi ra ngoài á là con bị bắt liền. Dạ tại vì thông tin này là thông tin quan trọng cho nên con phải. Không sao đâu con, con yên tâm đi. Nhà má Sáu là nhà cách mạng. Hai đứa con trai của má cũng đi theo cách mạng. Nó theo ba nó đó, là lính của cụ Hồ đó. Cả thằng cháu nội của má kìa, nó cũng thích đi bộ đội giống như con vậy đó. Cái xóm này là cái xóm cách mạng, an toàn lắm, con yên tâm đi ha. Dạ, nhưng mà con cần phải đi liền á má. Tại tin này là tin rất là quan trọng, liên quan tới chuyện sống còn của anh em trong đơn vị á má. Má giúp con đi má. Vậy là có chuyện lớn rồi. Thôi, thôi thì con bây giờ con húp miếng cháo đi, lấy lại sức khỏe, rồi má Sáu dẫn con đi đường tắt nha. Con cảm ơn má nhiều. À đây đó. Tụi nó tới rồi con ơi, mau, mau đi trốn con. Đi, đi con, đi, đi, mau lên.
Bằng Tiền. Có thấy gì cộng nào chạy ngang đây không? Dạ không, tôi không thấy ai hết trơn á. Có cháu ăn khao ha. Chú ơi, tôi đang bệnh mà. Nhà còn có nắm gạo à. Nấu miếng cháo để ăn mà sao mấy chú nở lòng. Quay lục soát. Tôi phát hiện ra thằng gì cộng nào đây, bắn nét nào vậy đó. Có khai hay không? Tôi đã nói với mấy cậu rồi, tôi là dân đen mà, làm sao tôi dám giấu ai trong nhà chứ? Bà có khai hay không? Tôi đã nói hết rồi mà. Sếp, đội 2 vừa báo cáo có một thằng nhóc khả nghi. Mày đi theo tao. Dạ. Còn thằng ở đây canh chừng bả. Dạ. Đi. Đại quý, tới giờ rồi mình rút thôi. Con ơi, con có sao không con? Con ơi, tỉnh lại con ơi. Lá thư. Lá thư. Lá thư. Lá thư thằng Tiền nó mang đi rồi. Tiền, Tiền ơi, không có con nào biết sống sao để Tiền ơi. Con phải đi tìm thằng Tiền. Con phải đi tìm lá thư. Con phải tìm lá thư. Bất cứ đồng chí, tôi Nguyễn Văn Tiền đã hoàn thành nhiệm vụ giao một tính đến đơn vị tác chiến Gò Ke thành công. Hiện toàn quân đã rút lui an toàn. Báo cáo hết. Toàn quân rút lui an toàn. Còn nhớ gì Tiền? Toàn quân rút lui an toàn.
Đoàn quân rút lui an toàn thiệt hả? Tôi, đồng chí Phạm Đình Phan, thay mặt cho tất cả các đồng chí trong đơn vị Gò Keo, cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Tiền. Chiến đấu ta sẽ cho một lý trí, ông bà ta nói ăn quả nhà kẻ trồng cây, câu hát ra tục ngữ để bán đến con cháu sau này. What's up?